Tờ Express của anh mới đây dẫn lời một ngư dân nước này kể lại trải nghiệm câu được con cá da trơn khổng lồ tại à, Tây Ban Nha. Và cũng theo lời của ngư dân này thì anh đã suýt mất ngón tay trong cuộc vật lộn với con cá da trơn khổng lồ. Anh uh, Aledic uh, Balas, 37 tuổi, sống khi đang ngồi câu trên một chiếc uh, thuyền neo động ở bên bờ sông Ebro ở Tây Ban Nha, thì bắt gặp một con cá da trơn khổng lồ đang đớp mồi dưới là nước đóng băng và anh ta đã mô tả là cuộc vật lộn trận chiến lớn nhất trong sự nghiệp câu cá của mình. Con cá dài 2,9m, nặng tới 100kg và chỉ nhẹ hơn 12kg so với kỷ lục, từng được một con cá da chân khác xác lập ở Tây Ban Nha. Theo bà Lát, dự định ban đầu của anh là câu cá chép và không có ý định là tìm các loài cá to hơn. Mà khi con cá da chân khổng lồ cắn câu thì bà Lát đã nhảy xuống chiếc thuyền nhôm dài 3,7m để kéo nó lên. Tuy nhiên trong lúc vật lộn thì ngư dân người Anh cho biết anh đã suýt mất ngón tay. Gọi đây là một trận chiến đau đớn chiếc thuyền đã bị con